đã đến với kênh Anna Channel. Hôm nay mình sẽ chơi con lò xo này. Con lịch bịch lò xo. Nó nhảy, nhấn xuống nó nhảy lên đó, nhìn nè. Dí đó, nó nhảy lên đó. Nếu mình quay xong video này mình sẽ hay đón em về chơi cùng. Nhưng mà lúc đấy thì chưa hết video đâu. Mình sẽ quay đón em về luôn. Tại vì em mình là em gấu, giống như con gấu quá à. Thì nữa em sẽ, thì nữa mình sẽ đón em bé mình về. Nhưng mà hôm nay em bé học, mình học lớp 1 rồi. Nhưng mà em bé mình không cần mang sách. Mấy lên lớp 1 luôn, không cần mang sách, không cần mang bút. Cô tự phát cho. Mà em bé thì em bé thì làm lớp trưởng rồi, nhưng em bé không phải làm gì hết. Nhưng mà lúc này mình đang nghỉ để lên lớp đi chơi. Mẹ mình mua cho cái con lò xo này nè, nó lè lười đáng yêu không các bạn? Nếu thấy đáng yêu thì mình sẽ xé nó ra. Dạ vậy thôi. Nhưng mà em nhớ lại các bạn ơi. Cần lục nhẹ nó cũng nhảy lên nhẹ nè các bạn ơi. Nếu các bạn thích con lò xo này hãy bảo với ba mẹ mua ở hỗ trợ nha. Hỗ trợ vừa đâu, bán con này rất là đắt. Mà con phát sáng thì dễ, mà con không có phát sáng thì đắt. Tớ không biết sao luôn á. Nhưng mà các bạn nếu muốn mua con dễ thì hãy mua cái phát sáng nha. Phát sáng là ở quê, còn ở đây là hỗ trợ nhưng bán không phát sáng mà đắt thế luôn. Ồ, người ta cởi cái đèn ra. Đúng không các bạn? Ở trong đây mình có thể thấy lỗ. Đến bây giờ em tớ đã về rồi. Bây giờ tớ sẽ cất tớ chơi và đi đón em tớ. Bây giờ mình sẽ đi đón em bé nhé. Các bạn cùng đi với mình nhé. Let's go. Trong trường học em bé đang làm tự chuyện, đang dạy bạn những cái điều hay ho đó. Mới đi lại cái đồ chơi của mình nè, em mình dễ thương lắm các bạn ơi. Em ơi mình thôi. Dạ. Hôm nay học một tiết đó các bạn ơi, đi học. Bánh gạo mình sẽ cho em bé ăn với lại là con lò xo ăn luôn. Bây giờ mình sẽ cùng em bé chơi cái lò xo này với mình. Em bé này dù nhỏ nhưng mà rất là dễ thương, cái mặt nó mập mạp lắm nè. Giờ bây giờ mình sẽ ăn bánh, cho em mình ăn bánh luôn. Ở đây có kéo này, cứ để sẵn kéo luôn rồi đấy. Mình sẽ cắt ra. Nhưng mà chân này thì dành cho trẻ con thôi nha. Thì dành cho con gái, trẻ con như mình thôi chứ không có dành cho người lớn đâu. Mình lớn mất cỡ đó các bạn ơi. Có hai cái ở trong đây luôn mà ghê chứ các bạn. Ở đây không có cho người lớn thêm đâu.
tớ nói chuyện, tớ không có nói đùa các bạn đâu. Ba mẹ xem thì được, nhưng mà mẹ nào đẹp gái mới đi xem nha. Bánh này hai miếng bánh nha, một cái mà hai miếng bánh luôn, rồi cho hai chị em mình ăn để tớ đi bớt hết rác đấy nhé. Các bạn ơi, tớ quay lại ở đây, bây giờ em sợ tớ sẽ ăn bánh là xong. Ui, sắp nồi chị ngã này, nó ngã thật luôn đó các bạn. Cho em mẹ ăn này. Ăn rất là ngon, có bột. Em mì một màu tinh như gọi heo ấy. Hai em ăn đi, há mồm ra này. Khi nào á chị đã mua bánh cho hai em ăn. Nhưng mà thì em này rất thích bánh gạo. Chắc các bạn ơi, rất là giòn. Cái con gấu dễ thương này là mình đi hội chợ mình trao bóng xuống chúng con này đó. Em dễ thương này rất là dễ thương luôn. Nhưng mà tớ chưa biết đặt tên cho em đấy là gì vậy. Nhưng mà tớ sẽ nghĩ tên cho ngày mai. Tạm biệt các bạn với video khác. Hãy lấn à đừng quên subscribe và nút like nha. Bye bye các bạn. À đừng quên nhấn nút màu đỏ nữa nha. Bye bye.